đội áo dài chúng ta chuẩn bị vào vị trí. Lời đầu tiên chắc đẹp chúng tôi được gửi tới quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể chị em lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc hội diễn thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể chị em, nhà thơ Hương Trầm đã từng viết rằng: đẹp lắm em ơi, chiếc áo dài, xem kìa vóc liếu, bước khoan thai, thanh tao, kính đáo, thêm trang nhã, lịch sự yêu kiều với mảnh mai. Phụ nữ toàn cầu không tránh nét, thuyền khuyên thế giới khó tranh tài, riêng tôi cứ mãi tôn vinh vầy, đẹp lắm Việt Nam chiếc áo dài. Thưa toàn thể chị em, mặc chiếc áo dài không chỉ trong tháng 3 mà còn hướng đến cuộc vận động chị em lựa chọn áo dài là trang phục chính cho các dịp lễ hội và các sự kiện quan trọng của đất nước. Mỗi chị em phụ nữ khi khoác trên mình bộ áo dài sẽ trở nên duyên dáng, tha thướt và mềm mại hơn. Là chị em chi hội phụ nữ thôn Rẫy xin chào toàn thể chị em. Là chi hội có 95 hội viên, trong đó có 6 đảng viên nữ, 20 hội viên nòng cốt. Chi hội có nhiều hoạt động nổi bật như gây quỹ thể dục thể thao trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội đã có nhiều đóng góp trong thôn xóm. Nhiều hội viên chi hội làm ăn kinh tế giỏi, đời sống vật chất tinh thần của chị em được nâng cao. Từ nguồn quỹ hoạt động, chi hội đã tổ chức cho chị em đi tham quan các điểm du lịch như Đồng Thiên Đường, Tây Bắc, ngã ba Đồng Lộc. Thông qua các buổi làm việc, qua học tập nâng cao nhận thức của chị em, đặc biệt là tăng thêm tình đoàn kết trong chị em, tập hợp được nhiều hội viên tham gia, sinh hoạt chi hội ngày càng đông hơn. Đây là chi hội phụ nữ thôn mới, xin nhiệt liệt chào mừng những tà áo dài thiệt tha đến từ chị em phụ nữ thôn mới. Chi hội phụ nữ thôn mới là một trong những chi hội dẫn đầu trong phong trào phụ nữ và hoạt động hội, với 157 hội viên, trong đó có 5 đảng viên.
em 47 hội viên nòng cốt. Chi hội phụ nữ có nhiều mô hình làm ăn kinh tế giỏi, đặc biệt trong chỉ tiêu giao nộp sản phẩm của xã, chi hội đã vận động chị em thu nộp sản phẩm 100%. Chi hội luôn dẫn đầu trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách xã, phong trào của cả nước và chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội phụ nữ cùng góp vai trò quan trọng trong việc ủng hộ kinh phí để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đây là đơn vị đầu tiên được công nhận khu dân cư kiểu mẫu của xã Vạn Dạch. Đang tiến vào lễ đài là chi hội phụ nữ thôn Dài. Xin chào toàn thể chị em thôn Dài. Chi hội phụ nữ thôn Dài có 125 hội viên, trong đó có 4 đảng viên nữ, 42 hội viên nòng cốt. Trong phong trào phụ nữ hoạt động hội, chi hội phụ nữ thôn Dài luôn được đánh giá là chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Chi hội có nhiều hoạt động nổi bật như câu lạc bộ văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, gây quỹ tương thân tương ái, giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn, hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương hội về chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương. Chị em đã vận động nhiều suất quà tặng cho các hội viên có hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, khó khăn, hiểm nghèo, đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa của thôn, tổ chức đêm dân văn nghệ mừng đại hội, hội nghị kiện toàn chi hội và rất nhiều hoạt động khác. Duyên dáng thướt tha bước tiến vào lễ đài là chi hội phụ nữ thôn Tròn. Chi hội phụ nữ thôn Tròn có 114 hội viên, trong đó có 5 đảng viên, 37 hội viên nòng cốt. Chi hội có nhiều hoạt động nổi bật như tương thân tương ái trong phong trào chống phòng chống dịch bệnh. Chi hội phụ nữ đã có nhiều đóng góp cho ban chỉ đạo xã và thôn xóm. Chi hội có nhiều mô hình hội viên làm ăn kinh tế giỏi, nhiều tấm gương điển hình trong phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần cho chi bộ thôn xóm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhiệt liệt chào mừng chi hội thôn Sỏi đang bước vào lễ đài. Chi hội phụ nữ thôn Sỏi có 82 hội viên, trong đó có 6 đảng viên nữ, 25 hội viên nòng cốt. Chi hội có nhiều hoạt động nổi bật như tương thân tương ái trong công tác phòng chống dịch. Chi hội đã vận động nhiều chị em tham gia cho bếp ăn không đồng trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Chi hội thực hiện tốt chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương do trung ương hội phát động, hú gạo tình thương để trao cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ Tết. Vận động chị em đảm nhận lát cỏ sân vận động, mua âm thanh ánh sáng loa máy cho thôn xóm, đảm nhận gieo trồng những đám ruộng bỏ hoang. Chi hội luôn đạt danh hiệu chi hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và ngay bây giờ đang tiến vào lễ đài là chi hội phụ nữ thôn Nông. Chi hội có 147 hội viên, trong đó có 6 đảng viên, 37 hội viên nòng cốt. Chi hội thôn Đông là chi hội đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục, có một câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, có 55 thành viên, tổ liên kết trồng nấm và men riềng có 15 thành viên, đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa cho hội phụ nữ xã trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chi hội phụ nữ cũng đạt được nhiều chị em tham gia tổ bếp ăn khu cách ly, phong trào tương thân tương ái được chị em hưởng ứng tích cực như gây quỹ, thăm hỏi động viên các gia đình buồn ốm đau, tổ chức cho chị em tham quan quê bác ngã ba Đồng Lộc. Đang bước vào lễ đài là chi hội phụ nữ thôn Tây. Chi hội phụ nữ thôn Tây có 88 hội viên, trong đó có 5 đảng viên nữ, 25 hội viên nòng cốt. Chi hội thôn Tây có nhiều hoạt động nổi bật như chi hội làm tốt phong trào tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn, luôn thực hiện tốt ngân chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, chị em phụ nữ thôn Tây đã đảm nhận trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa và tham gia tuyến đường hoa kiểu mẫu đạt giải nhất toàn tỉnh. Phụ nữ thôn xin lễ. Chi hội có 92 hội viên, trong đó có 7 đảng viên, 27 hội viên nòng cốt. Chi hội nhiều năm liền đánh giá là chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào phụ nữ và hoạt động của hội đã có nhiều nét nổi bật như văn hóa văn nghệ, gây quỹ tương thân tương ái, giúp nhau trong hoàn nạn khó khăn. Đặc biệt hội đã vận động chị em cán bộ công nhân viên chức tham gia sinh hoạt với hội. Với nguồn quỹ hoạt động, hội đã tổ chức cho chị em tham quan học tập quê bác ngã ba Đồng Lộc, đêm giao lưu văn nghệ, mừng sự kiện toàn hội
đang tiến vào lễ đài là chị em phụ nữ thôn Nam. Xin chào toàn thể chị em phụ nữ thôn Nam. Chi hội phụ nữ thôn Nam là một trong 12 chi hội phụ nữ thôn Nam, là một trong 12 chi hội hàng năm được đánh giá xếp loại chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, với đội ngũ cán bộ trẻ năng động. Đặc biệt trong chi hội có nhiều chị em hội viên lớn tuổi tham gia sinh hoạt nhằm có tiếng nói và chỗ dựa tinh thần cho chị em. Toàn chi hội có 108 hội viên, trong đó có 32 hội viên đồng cốt, có 8 là đảng viên nữ. Trong phong trào phụ nữ hoạt động hội, chi hội đã có nhiều hoạt động nổi bật như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Trong nhiệm kỳ, bằng nguồn quỹ hoạt động, chi hội đã tổ chức cho chị em tham quan quê bác, ngã ba Đồng Lộc nhằm tạo nên tinh thần đoàn kết trong chi hội. Xin nhiệt liệt chào mừng chi hội phụ nữ thôn Bắc, là chi hội được nuôi dưỡng trong một ngôi làng văn hóa trên 20 năm với 102 hội viên, có 10 đảng viên và 35 hội viên nòng cốt. Chị em trong chi hội luôn đoàn kết với đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ, nhiệt tình, có nhiều mô hình làm ăn kinh tế giỏi. Trong phong trào phụ nữ, chi hội có nhiều hoạt động nổi bật như tương thân tương ái, gây quỹ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động nhân đạo từ thiện. Chi hội có nhiều năm liền đạt rất nhiều, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đang tiến vào lễ đài là chi hội phụ nữ thôn Thọ Lộc. Với đặc thù là chi hội mà đại đa số chị em là cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu và hội viên tiểu thương, có 96 hội viên, trong đó 7 đảng viên nữ, 25 hội viên đồng cốt, một câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 55 thành viên sinh hoạt thường xuyên, là chi hội có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ xã nhà như phong trào tiết kiệm thường xuyên, nhân đạo, từ thiện. Hàng năm chị em vận động chị em tiết kiệm gần 300 triệu đồng cho chị em vay làm vốn làm ăn và quyên góp hàng chục suất quà trao tặng cho hộ gia đình khó khăn, đau ốm bệnh tật. Nhiều năm liên tục đạt chi hội danh hiệu chi hội xuất sắc. Một lần nữa xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả chị em 12 chi hội phụ nữ trong toàn xã và có mặt trong buổi chiều tháng hai. Kính thưa quý vị đại biểu, sau đây tôi xin thông qua chương trình của buổi đồng diễn dân vụ sáng hôm nay. 1. Ổn định tổ chức. 2. Diễu hành áo dài. 3. Khai mạc buổi đồng diễn. 4. Trao cờ lưu niệm cho các chi hội. 5. Mời lãnh đạo xã lên tặng hoa cho hội. 6. Các chi hội biểu diễn dân vụ. 7. Bế mạc. Sau đây, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và kính mời chị Trần Thị Ngọc Bé, đảng ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trưởng ban tổ chức đồng diễn dân vụ, sẽ lên trao cờ lưu niệm cho các chi hội. Mời đại diện các chi hội lên nhận cờ lưu niệm. Ai cố nhìn về rồi có mỉm cười. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các mẹ, các chị, thưa toàn thể chị em, hòa chung không khí thi đua sôi nổi của phụ nữ cả nước nói chung, phụ nữ xã Vạn Trạch nói riêng đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2022 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Hôm nay, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cho phép Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Trạch tổ chức buổi đồng diễn dân vụ và đồng diễn áo dài năm 2022. Với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Phụ nữ các cấp, một sự kiện chính trị quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và nhân dân, về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quê hương, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực,
tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế trong cán bộ hội viên phụ nữ. Khơi dậy và phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao nhận thức trong cán bộ hội viên phụ nữ về lòng tự hào của phụ nữ Việt Nam qua hình ảnh tà áo dài duyên dáng, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống phụ nữ Việt Nam, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực hăng hái thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Thông qua buổi đồng diễn, dân vũ và diều hành áo dài nhằm tạo sân chơi thể dục, thể thao lành mạnh, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện sức khỏe thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đoàn kết, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội. Về dự và chỉ đạo buổi đồng diễn hôm nay, tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Nguyễn Thị Trí Hành, huyện ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng các chị trong ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đề nghị chị em chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía lãnh đạo xã, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có đồng chí Nguyễn Hải Lương, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Phạm Ngọc Sơn, phó bí thư thường trực Đảng ủy, đồng chí Hà Thị Nhị, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận xã, đồng chí Nguyễn Văn Luyến, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cùng các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể xã Vạn Trạch đến dự và chỉ đạo buổi đồng diễn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Rất vinh dự cho buổi đồng diễn hôm nay chúng ta được đón tiếp các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, các đồng chí lãnh đạo quỹ tín dụng nhân dân, đại diện lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã, các chị em nữ công trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non, trạm y tế, nữ công thanh niên xung phong, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt, trong buổi đồng diễn hôm nay có sự góp mặt của 12 chi hội phụ nữ trong toàn xã và trên 600 hội viên chị em phụ nữ xã cũng có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể chị em, với sự có mặt cổ vũ động viên phong trào của các đồng chí lãnh đạo hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, lãnh đạo xã và quý vị đại biểu sẽ mang đến cho buổi đồng diễn của chúng ta thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các mẹ, các chị và chị em diễn viên, cán bộ, hội viên và bà con nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc cho buổi dân vũ và đồng diễn áo dài của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Ngọc Sơn, phó bí thư thường trực Đảng ủy lên tặng hoa cho hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Và kính mời chị Trần Thị Ngọc Bé, đại diện của hội lên nhận hoa. Đây thì toàn bộ chị em chúng ta đôi nó lên ạ. Vì trong quá khi tinh của anh Phương Lai Cám cho nên chị em bò nón rất là xấu, đề nghị chị em đôi nó lên. Xin trọng kính mời đồng chí đại diện cho ban công an sẽ lên tặng hoa cho hội. Xin trân trọng kính mời. Nhớ ai cố nhìn về rồi cô mỉm cười. Là ơi, em chị trở lại chương trình từ nơi ấy, cây ngay lúa vàng đã chiếu bóng ở chốn này. Ai bảo rằng ai có thân có tiền thì mới xây nên ngô. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vai trò của phụ nữ. Người đã từng khẳng định rằng vai trò quan trọng của người phụ nữ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Người dạy rằng non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức theo dệt mà nên tốt đẹp hơn, rực rỡ hơn. Vâng, lời dạy đó bao năm đã động viên, cổ vũ, khích lệ bao thế hệ phụ nữ phấn đấu, khắc phục khó khăn trong cuộc sống. Hôm nay, trong thời kỳ đất nước đổi mới, phụ nữ cả nước nói chung và phụ nữ xã Vạn Trạch nói riêng không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, luôn mạnh dạn, tự tin, biết chăm sóc bản thân, gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
xứng đáng với rất nhiều phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Để thể hiện vai trò, sức mạnh, tài năng, tính sáng tạo, tự tin của người phụ nữ Việt Nam góp phần vào sự thành công của chương trình đồng diễn áo dài chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nên bây giờ, các tiết mục dân vũ xin phép được bắt đầu.
Đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể chị em, hưởng ứng cuộc thi dân vũ online năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch tổ chức, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Trạch đã dàn dựng, tập luyện và tham gia dự thi hai tiết mục. Tiết mục thứ nhất, bài ca Người Phụ nữ Việt Nam, sáng tác Nguyễn Văn Tý. Tiết mục thứ hai, Lối về xóm nhỏ, sáng tác Trịnh Hương. Rất mong nhận được sự bình chọn của toàn thể cộng đồng mạng để bài dự thi đạt kết quả cao. Cú pháp bình chọn là: bước thứ nhất, vào trang mạng phụ nữ huyện Bố Trạch. Bước thứ hai, thưa quý vị, thưa toàn thể chị em, mùa xuân, mùa của sự sống, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở, mùa của lộc biếc trời xanh. Đảng đã mang lại cho đất nước ta cả một mùa xuân đầy ấm áp, đầy sức sống. Để có được mùa xuân đất ấy, Bác Hồ Chí Minh kính yêu cùng với bao thế hệ cha anh chúng ta đã hy sinh cả tuổi xuân xanh, thương máu, hy sinh cả cuộc đời để đổi lấy độc lập tự do cho Tổ quốc, đổi lấy sự bình yên cho đất nước. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đại biểu cùng toàn thể chị em thưởng thức qua các tiết mục Bác Vẫn Cùng Chúng Cháu Hành Quân, Người Về Thăm Quê, Việt Nam Ơi, Mùa Xuân Đến Rồi của các nhạc sĩ Huy Thủ, Thuần Yến, Huy Du. Qua phần biểu diễn của chị em phụ nữ thôn Bắc, thôn Nam và thôn Thọ Lộc, kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây vẫn làm chủ quê mẹ mà làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, đắm lại tiếng thôi mẹ ngồi dịp vai, đắm lại dòng trăm đêm trăng tròn.
Kính thưa quý vị, nhà thơ Tô Hữu chúng ta đã từng viết rằng: Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông một kiếp người. Vâng, bác Hồ, người có trái tim vô cùng nhân hậu, dù đi đâu, dù ở nơi nào, bác cũng luôn hướng về quê hương. Người đã hy sinh cả cuộc đời của mình để mang về mùa xuân cho đất nước. Đó là nội dung của những ca khúc vừa rồi. Và một lần nữa, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các tiết mục hoàn thành xuất sắc của mình vừa rồi ạ. Xin mời ạ. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng toàn thể chị em thưởng thức các tiết mục Người con gái Paco, Lối về xóm nhỏ, Tiếng giày rất sốc bom bao của các nhạc sĩ Huy Tùng, Trịnh Hưng, Xuân Hồng qua phần thể hiện của thôn Đông, thôn Mới, thôn Tây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Và đang đứng đầu là Bắc Trạch. Bởi vậy cuộc thi dân vũ online sẽ kết thúc bình chọn vào lúc 22 giờ tối hôm nay, tức là ngày 6 tháng 3 năm 2022. Và quý vị và các bạn, chúng ta có thể vào trang Phụ Nữ huyện Bố Trạch, nhấn nút like và chia sẻ cho các tiết mục của mình yêu thích. Và đặc biệt quê hương xã nhà của chúng ta, thì chúng ta có thể lướt vào trang của tới trang của Bản Trạch, nhấn nút like và chia sẻ bình chọn cho quê hương của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và xin được thông là báo với tất cả quý vị một lần nữa. Và trời của chúng ta thì
thì quý vị có thể nói rằng trong buổi sáng ngày hôm nay thì sân vận động của trung tâm ủy ban xã Vạn Trạch đã rất đẹp, rất tuyệt vời. Có thể nói rằng trong những trang phục rất lộng lẫy, trong những gam màu rất đẹp, trong tà áo dài duyên dáng của con người phụ nữ Việt Nam thì chúng ta thấy được độ quý phái của nó, và đặc biệt hơn nữa thì dân vũ như một sân chơi rất lành mạnh cho chị em, để chúng ta có dịp về đây, chúng ta có dịp thử sức với các đơn vị bạn và chúng ta có dịp giao lưu với nhau. Và cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức một lần nữa xin được cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch đã tạo nên một sân chơi rất là tuyệt vời, và xin được cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Trạch đã tạo nên một buổi sáng thực sự mà nói rất là cảm xúc của chúng tôi, cũng như chính tất cả quý vị và quý bà con đang có mặt tại trung tâm của sân vận động trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại với tất cả quý vị, hiện nay thì đơn vị Vạn Trạch của chúng ta đang đứng thứ hai trong 24 tiết. Đó là tình cảm, chúng ta sẽ bước vào đó, chúng ta nhấn nút like, chúng ta chia sẻ để đơn vị của chúng ta cùng tỏa sáng. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và tiếp nối với chương trình, xin mời quý vị cùng đến với các tiết mục Hoa bướm say, nhạc hoa, gặp nhau giữa rừng mơ, tiếng đàn ta lư của các nhạc sĩ Bảo Trung, Huy Thục. Qua phần trình bày của chị em phụ nữ thôn Tròn, thôn Sen và thôn Rẫy, kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Vâng, xin được cảm ơn các diễn viên của các thôn, thôn Tròn, thôn Sen, thôn Rẫy đã hoàn thành tốt và xuất sắc các tiết mục của mình. Và một lần nữa chúng tôi rất mong muốn lắng nghe những tiếng phản hồi, những tràng pháo tay thật lớn của tất cả quý vị đấy ạ. Xin mời ạ. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, nhà thơ Nguyễn Đình Huân đã từng viết: tháng 7 lại về, trời đổ mưa ngâu, cả con đi đâu sao không về với mẹ. Tháng 7 trời mưa, lòng đau như xé, cả con không về, mình mẹ một mâm. Vâng, và kính thưa quý vị, nhà thơ Đinh Trung Cẩn cũng đã từng viết rằng: ngọn đuốc hòa bình, bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặt sống Biển Đông.
Vâng, biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh cả tuổi xuân, hy sinh cả cuộc đời để mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đó cũng là một trong những nội dung của ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, nông thôn ngày mới, đất nước tròn niềm vui của các nhạc sĩ Đinh Trung Cần, Thái Dương, Hoàng Hà. Qua phần trình bày của thôn Sỏi, thôn Dài, thôn Dinh Lễ, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Bye.
Kính thưa các mẹ, các chị, thưa toàn thể chị em cùng các cổ động viên thân mến, buổi đồng diễn dân vũ chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Trạch tổ chức thành công tốt đẹp. Để có được thành quả như ngày hôm nay, đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cấp ủy thôn và hội cấp trên, đặc biệt là sự hăng say tham gia tập luyện của 320 diễn viên đến từ 12 chi hội phụ nữ trong toàn xã. Đây cũng là dịp để cho chị em có cơ hội tập luyện, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, thu hút chị em tham gia vào sinh hoạt hội ngày càng đông hơn. Thông qua buổi đồng diễn dân vũ nhằm tạo sân chơi thể dục, thể thao lành mạnh, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, rèn luyện sức khỏe thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đoàn kết, tập hợp phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội. Với thời gian tập luyện trong vòng 20 ngày, chị em đã mang đến cho buổi đồng diễn gồm 13 tiết mục dân vũ rất đặc sắc, để lại ấn tượng cao trong lòng khán giả. Ban thường vụ hội đã chọn 2 tiết mục tham gia hội thi dân vũ phụ nữ online năm 2022 do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các mẹ, các chị và cổ động viên thân mến. Trong thời gian tập luyện, các đội đã gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng chị em đã không ngừng nỗ lực, cố gắng thực hiện 5K an toàn trong quá trình tập luyện. Thay mặt Ban thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị đại biểu, các mẹ, các chị, các chị em diễn viên, bộ phận âm thanh, ghi hình, anh chị em phục vụ đã tạo điều kiện giúp đỡ cho hội tổ chức thành công buổi đồng diễn dân vũ và diều hành áo dài phụ nữ năm 2022. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, thay mặt cho Ban Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Trạch, xin gửi chúc lời chúc đến toàn thể các mẹ, các chị và toàn thể chị em luôn vui tươi, xinh đẹp và có một ngày lễ thật ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn và xin bế mạc buổi đồng diễn dân vũ tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.